video này là hai món bún cá mà các bác tuyệt đối không được bỏ qua. Hè chuẩn bị đến, trời nóng rồi nên là các món bún luôn làm nức lòng người hâm mộ nhá. Hôm nay tôi lên cho các bác hai món bún cá, cả bún nước và bún cá chấm luôn. Bật mí này, ngon ngất người luôn nên là các bác đừng có bỏ qua nhá. Cá hôm nay tôi dùng là cá rô phi, các bác có thể mua loại to như tôi hoặc là loại nhỏ thì tùy thích. Đi chợ mua cá thì các bác nhờ luôn chị bán cá phi lê luôn về làm cho nó đỡ cực. Chứ như tôi đem về làm mãi chả xong một con đây này. Ngoài cá rô phi các bác có thể dùng cá chấm, cá tép giòn hay là cá riêu hồng cũng được. Để cho cá bớt tanh thì ngoài việc rửa thật sạch bụng cá ra, các bác rửa cá với một ít gừng băm nhỏ này. Mình rửa luôn cả xương cá để mình lấy nước cho nó đỡ tanh. Xương cá tôi tận dụng mình lấy nước dùng. Ngoài xương cá ra các bác có thể dùng thêm xương ống heo nhá. Để nước dùng hết vị tanh và thơm hơn thì tôi nướng một củ hành tím thật thơm lên, rồi rửa thật sạch phần tro đen đi, cho vào ninh cùng xương cá. Trong quá trình ninh xương các bác hớt bọt đi cho nước dùng được trong. Mình ninh tầm 1 đến 2 tiếng là có thể dùng rồi. Trong khi ninh xương thì mình chuẩn bị dần các nguyên liệu khác. Phần thịt cá các bác thái miếng dày khoảng một đốt ngón tay, xíu nữa rán nó mỏng là vừa. Tôi ướp cá với 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê muối và 2 thìa cà phê bột nghệ. Các bác có thể dùng nghệ tươi thay thế cũng được. Tôi lười giã nghệ tươi nên là dùng bột nghệ á. Để cho miếng cá được chiên cứng hơn thì các bác vắt vào đó vài giọt chanh nhá. Các bác ướp cá tầm 15 phút rồi cho ít bột chiên giòn vào, trộn lên cho bột dính đều lên cá rồi đem đi chiên thôi. Để cho cá rán ngon thì các bác nhớ chiên ngập dầu nhá. Mình cho dầu vào chảo, đun thật nóng dầu lên rồi mới cho cá vào. Chiên cá vàng hai mặt là được. Tùy vào sở thích của mỗi người thì các bác có thể chiên vàng giòn hoặc là chiên vừa chín tới thôi. Nếu như mà thích ăn bún cá kiểu cá chiên giòn tan thì các bác có thể dùng cá rô phi cỡ nhỏ hoặc là thái mỏng thôi thì chiên sẽ nhanh giòn hơn này. Chiên cá xong rồi tôi quay qua sơ chế các loại rau ăn cùng. Với bún cá thì sẽ có dọc mùng, cần nước, ăn cùng với các loại rau thơm. Dọc mùng mua về các bác nước vỏ rồi rửa thật sạch mới thái ra. Để cho dọc mùng ngon hơn và tránh trường hợp bị ngứa hoặc hơi nhanh ngái khi ăn thì mình sẽ bóp dọc mùng với muối trắng. Để cho dọc mùng ra hết nước đi, rửa lại thật sạch rồi mới nấu. Để tránh trường hợp lúc làm dọc mùng bị dị ứng, mặt đỏ hoặc là ngứa tay thì các bác nên đeo bao tay lúc sơ chế nhé. Nước dùng bún cá thì nhất định là phải có cà chua để lên màu đẹp và vị chua ngọt thật ngon này. Các bác rửa sạch cà chua và bổ muối cao ra, xí xào lên cho vào nước dùng. Để cho lúc ăn bún cá ngon hơn, chuẩn vị hơn và đặc biệt là không tanh thì các bác phải có hành và thì là, chỉ cần thái nhỏ ra thôi là được. Còn bác nào mà không ăn được cái gì thì có thể không cho vào nhé. Rau cần các bác thái khúc khoảng 8 đến 10 cm, mình chỉ lấy phần thân thôi, ăn cho nó giòn. Còn phần lá thì các bác bỏ bớt đi. Xong các nguyên liệu rồi, giờ đến phần nước dùng này. Cà chua các bác xào sơ với một chút dầu thôi, đừng có xào chín quá mà cà chua nát. Xíu nữa mình cho vào nước dùng, lúc chan ra thấy vẫn còn nguyên cả miếng cà chua cho nó đẹp. Phần nước ninh xương cá xong rồi thì mình vớt xương cá và hành ra. Các bác nhớ vớt thật sạch xương răm đi rồi mới nêm hạt nêm một canh vào. Mình cho luôn cà chua vào này. Bún cá thì phải có vị chua rồi, các bác có thể thêm nước cốt chanh hoặc giấm bỗng vào để tạo vị chua cho bún cá. Giờ tôi trần dọc mùng, trần rau cần, xong trần thêm cả bún nữa để chiên đây. Các bác cứ xếp lần lượt các nguyên liệu vào tô rồi chan nước dùng vào nữa là có tô bún cá thơm ngon rồi. Với món bún cá này mà có thêm bát măng ngâm với cả ớt xào nữa thì nhức nách luôn. Các bác mà thích đậm vị chua thì có thể vắt thêm chanh hoặc quất vào nữa. Sau bún nước rồi, tận dụng các nguyên liệu có sẵn đây, tôi làm thêm đĩa bún cá chấm nữa để cho các bác có thêm sự lựa chọn. Nếu như mà nhà có hai phe thì các bác có thể chiều luôn mà không cần cầu kỳ nấu thêm nữa. Để nước chấm ngon thì trước tiên các bác cho đường, tỏi, ớt vào cối, giã thật nhuyễn ra. Rồi các bác cho nước mắm và nước lọc vào theo tỷ lệ. Một đường, một mắm và một nước lọc, vắt thêm chanh vào nữa rồi khuấy lên thôi là có một bát nước chấm đỉnh của chóp rồi. Chấm miếng cá ta nói ngon tê tái cuộc đời luôn.